Thành ra tôi có một cái người bạn thân mà mất rồi. Cái thầy này đó là ở trên Tráng Bàn này, thầy trên Tráng Bàn, tức là thầy Thông Lạc. Hồi trước con ra theo học thiền với thầy Thanh Từ. Thầy Thanh Từ nói là Thông Lạc đó, đắc thiền rồi đó. Thành ra thầy Thanh Từ nói như vậy đó, thì tôi mới lên, tôi tìm thầy Thông Lạc, tôi hỏi xem có thầy đắc thiền như thế nào đó, để mình có thể học theo ngài chứ. Hay nghe chỗ nào có người tu chứng là mình phải đi tìm thôi. Đi lên đó tìm. Thầy tôi nói là tại sao? Là vì thầy Thông Lạc đó, tập được một điều đó, mà mình chưa tập tới được. Tức là thầy có thể ngồi suốt 49 ngày phải không? Mà không ăn không uống. Ngồi thiền á. Ngồi thiền suốt 49 ngày mà không ăn không uống. Đức Phật hồi đó ngồi thiền 49 ngày đó không ăn không uống, rồi đó ngài thành Phật. Nhưng mà thực tập được cái này đó thì phải nói là thầy Thông Lạc có một cái cơ thể đặc biệt đó. Cái cơ thể chịu được trong 49 ngày đó thì cái này ít có ai làm nổi. Ít có ai làm nổi cái chuyện này. Có nhưng mà rất ít người làm được. Nhưng mà trong 49 ngày đó, ở trong định đó, thì bây giờ đó, thấy cái gì, hiểu cái gì, phát minh được cái gì, ba cái này là quan trọng. Đó, ba cái này quan trọng. Đó, tức là phải có được cái túc mạng, phải không? Đầu tiên là túc mạng. Đó, thành ra cái khi mà thực tập cái này đó, là tôi căn cứ theo cái chỗ Đức Phật tu, cho nên tôi để tâm cái này nhiều nhất. Ngày xưa tôi có lên, tôi thăm thầy Thông Lạc ở trên Tráng Bàn. Thầy Thông Lạc cũng là một nhà sư ở trong hiện tạng ta đây. Nhưng mà thầy Thông Lạc cũng có khả năng nhập định suốt 49 ngày được. Tức là không ăn uống gì hết ở trong thân. Chính tôi chứng kiến chứ không phải là cái chuyện lịch sử đâu. Chuyện có thật, cái người thật còn sống thật nữa. Đây là cái việc quan trọng. Nhưng mà khi mà thầy Thông Lạc nhập định ấy, thì đương nhiên cái thấy của thầy Thông Lạc khác rồi. Cái người nhập định ấy, thì khác hơn là cái người chúng ta đang sống.